Alo, rồi xin chào tất cả các anh em biên thanh trên mọi miền tổ quốc ha. Rồi thì hôm nay em sẽ nói về vấn đề là lúc trước có nói về cái clip trước đó, em có nói về là đợt clip tiếp theo em sẽ nói về PC fanless ha. Rồi có nên dùng PC fanless hay là không, hay như thế nào ha, và để đầu tư cho nó phù hợp và nó hiệu quả cao. Rồi thì ở đây em có một bộ PC ha, là desk mini ha, siêu nhỏ gọn, hiệu năng rất là tốt ha. Thì con này mình sẽ thay cho cái con NUC ngày trước, mình không làm con NUC nữa, vì con NUC thứ nhất hãng Intel họ không sản xuất cái con đó nữa ha. Còn các anh em mua thì chỉ là những cái hàng tồn kho thôi, mua mới thì tất cả là hàng tồn kho thôi. Thì cái con NUC ngày trước mình hay làm, giờ anh em hay bắt chước theo làm máy tính làm fanless hay gì đó các kiểu á ha. Rồi ok, tương lai thì sẽ đứt thôi, đứt thì bỏ ha, vứt, giống như mình đang có một con PC NUC á, giờ tự động nó lăn đùng ra nó hư hư là bỏ, sửa không được luôn. Mấy anh em thợ chuyên về sửa máy tính của mình bảo con này cái dòng NUC nó cùi lắm, nó dễ hư lắm, nó hư lần cái là sửa không được luôn, hư là cà vứt ha. Không không hiểu sao Intel nó ra cái con đó để nó cạnh tranh với mấy con PC mini chi không biết nữa. Nó chỉ thằng Intel nó chỉ chuyên về chip thôi, nó làm chip thì ok ha, còn mà nó dlàm về máy tính PC hay là gì đó thì nó không bằng mấy cái hàng khác đâu, mình cảm thấy là như vậy. Ok rồi, ok hôm nay mình sẽ tập hợp review cái con này cho các anh em chơi, để cho các anh em làm máy c máy 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 server nha, máy chủ nha. Thì server để chúng ta stream nhạc vô qua một cái thiết bị mà kêu là server music của chúng ta đó ha. Thì con này quản lý thư viện nhạc ha, nhạc chúng ta, và chúng ta render qua cái con server music rất là hiệu quả ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bóc hộp. Ok, con này mình mới lấy cho khách mình xong, mình cảm thấy rất là ok, nó hoạt động rất là mạnh mẽ, mạnh hơn cái con NUC ngày trước mình hay làm nữa ha, hiệu năng rất là cao luôn. Vì cái con vì cái vì cái thằng này nó hỗ trợ cho tới ba đời CPU luôn nha các anh em, nó hỗ trợ cho từ Intel 12 cho tới Intel 14 luôn, 12, 13, 14, có nghĩa là ba đời Intel luôn á là chơi được hết. Các anh em cũng muốn nâng cấp nó cũng dễ nữa, chúng ta chỉ cần gỡ con CPU ra và chúng ta nâng cấp CPU mới thôi ha. Rồi ok, còn chơi âm thanh nhiều anh em hay quan tâm tới vấn đề cái fan này ha. Ok, anh em đừng có, thí dụ như anh em làm cái máy chủ máy server thì có cái fan, có cái quạt cũng được, không có cái quạt cũng được ha, cũng chả có ảnh hưởng gì tới chất âm của các anh em đâu. Các anh em lưu ý nha, tại vì các anh em không có cắm con đét vô đây, các anh em chỉ cắm dây mạng thôi ha, và dây nguồn cho nó để nó render qua cái con server music của chúng ta thôi. Nó hay gì dở hay khi nó phụ thuộc vào cái con server music của các anh em nha, chứ nó không phải phải phụ thuộc vào cái máy này. Cái máy này thì nó đóng cái vai trò là nó quản lý cái thư viện nhạc của chúng ta để chúng ta render qua một cái thiết bị server music cho nó ngọt ngào, nó mượt hơn ha. Mình thấy nhiều anh em hay sử dụng cái con NUC làm chơi mà thiết kế mà kiểu mà hai con PC cùng lúc chung một một cái case á, mình thấy không biết anh em nghĩ, không biết anh em chơi thì các anh em chắc cũng không biết đâu. Thì đối với mình cảm thấy rất là vô nghĩa. Đó là như vậy. Rồi, thì đây, đây là cái con rất là nhỏ gọn ha, và cái hiệu năng của nó mạnh gấp đôi, mình cảm thấy nó rất là mạnh gấp đôi cái con NUC ngày trước mình hay làm ha. Đó. Và cái độ bền nó rất là cao, tại vì cái này RAM và CPU nó có thể nó tháo rời ra được luôn ha. Và SSD, còn đối với thằng NUC ngày trước á, Intel NUC á, máy audio file hay làm á, là cái con CPU á, nó nằm chết vô cái main luôn. Chúng ta cũng muốn nâng cấp cũng không được con CPU nữa, mà nó cháy một cái chung là cái mạch nó hư một cái là không bao giờ sửa được, không có linh kiện mà để thay thay thế luôn đó. Vậy vậy bởi vì sao hãng Intel NUC họ bỏ cái mã đó rồi, thì mình cảm thấy cái mã này rất là ok ha. Đó, có cái fan led trong đây. Thì ví dụ như các anh em mà muốn làm, muốn tiết kiệm chi phí, muốn chơi cái này làm cái server music luôn cũng được nữa. Chúng ta kỹ tính thì chúng ta gỡ cái fan ra, chúng ta gắn cái cục đồng tải bản nhiệt vô cho con siêu là xong ha. Thì đối với cái vỏ này chúng ta có thể làm cái PC fanless cũng được ha, tại vì cái size cái form này, cái size vỏ này nó bự hơn là cái con NUC ngày trước ha. Mà mấy con NUC ngày trước chúng ta làm á, chúng ta muốn mà muốn fanless thì chúng ta phải thay nó cái vỏ khác, chúng ta sẽ tốn thêm một cái khoản chi phí về cái vỏ nữa ha. Rồi đúng, thế là cũng tốn thêm chi phí vỏ, chi phí gia công nữa, cái nó độn cái máy lên rất là nhiều. Thì đối với con này á, muốn thành fanless dễ ầm, gỡ cái quạt nó ra, gắn cái cục đồng tải nhiệt vô là xong ha. Vì mấy cái thế hệ CPU thế hệ đời sau này á,
cái watt nó rất là thấp, nó không có nóng, nó không có, nó làm việc rất là, nó không, nó làm việc rất hiệu quả hơn. Thì cái watt đó, nó không có chiếm nhiều ha. Thì giống như chúng thì con CPU nó cũng không đạt cái tốc độ mà nóng tới cỡ giống như mấy con CPU mà ngày xưa đâu ha. Thì chúng ta đó giống như đó với chúng ta để chúng ta stream nhạc, chúng ta làm máy server để nghe nhạc thôi thì nó cũng chả có vấn đề gì nó ảnh hưởng tới ăn CPU nhiều. Các anh em mà làm đồ họa hay là gì thì nên cân nhắc lại cái này, thì mình cảm thấy nó thích hợp với cho các anh em giải trí là chính ha, giống như là nghe nhạc, xem phim đó vậy đó, lướt web ok, rất là hồi, rất nói chung là rất là hiệu quả. Nói chung là làm server để quản lý thư viện nhạc rất là hiệu quả ha. Và chúng ta làm việc mà kiểu như Photoshop hoặc là chơi game nặng nặng á, thì các em nên suy nghĩ cân nhắc lại những cái thiết bị khác ha, vì nó không có thích hợp. Rồi thì con này thì nó làm, mình làm server, làm cái máy chủ render ha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ cài cài cho nó chương trình vô đây và mình sẽ làm cho nó một cái thiết bị là quản lý thư viện nhạc thôi ha. Rồi khách mình muốn gắm bao nhiêu ổ cứng thì cứ gắm thôi ha. Và đặc biệt con này nó có thể gắm, nó có thể bỏ hai cái ổ cứng SSD bên trong cũng được luôn ha. Trên trong hộp nó rất là đủ phụ kiện, các anh em có thể tự lắp ráp cũng được, rất là đơn giản luôn ha. Rồi ok. Rồi cái chi phí lắp đặt con này, con này thì có giá thị trường hết trơn rồi ha. Thì anh em mà không biết thì cứ liên hệ với mình, hoặc còn không biết còn muốn biết thì tự nghiên cứu cũng được nữa ha. Nói chung là vậy, mình cái con này thì khách mình không ngành công nghệ, tại vì bên mình làm thì rồi mình có bản cái hệ điều hành Win dành cho server nha, server để nghe nhạc thôi á, thì mình sẽ cắt giảm hết những cái gì mà nó tối ưu hết ha, câu ria rễ máy gì của hệ điều hành Win mình gỡ ra hết, mình chỉ để cho nó làm thiết bị là server là chính ha. Giống như là nó đọc ổ cứng nè và nó render qua cái thiết bị server music nè ha, và nó chạy được cả hai phần mềm chơi nhạc Win và Jiver rất là hiệu quả ha. Ok, ở đây mình sẽ chạy Win server cho nó nha. Rồi như vậy thôi. Rồi ok, thì con này nó cũng mang tính chất là PC thôi bạn, các bạn muốn chạy hệ điều hành gì cũng được, nó xài nhân 86 mà, các bạn muốn chạy cái gì mà chạy được ha. Ok đó, thì chúng ta cái tiếp theo mà mình muốn nói nữa, các anh em mà hay nói là chơi hai máy tính đó, ha, thì cái đó đối với mình thì mình cảm thấy nó rất là vô nghĩa. Ví dụ như chúng ta một cái máy tính đó, ha, và chúng ta có một cái con server music. Thường thường trên thị trường đó, bây giờ nó có rất nhiều cái các thiết bị mà DAC nó tích hợp luôn server music trong đó, thì nó có những tính năng UBDLNA nè ha, AirPlay, rồi Win Reader, Win Ready gì đó, các thứ trong đó, rồi Tidal Connect, rồi WeBird, rồi Spotify, chúng ta có thể điều khiển trên app luôn ha. Nói chung là rất là thuận tiện. Các anh em nào mà muốn chơi kiểu độ nâng cấp từ từ thì chúng ta có thể chúng ta tách bóc tách rời nó ra ha. Chúng ta sắm một con DAC chuyên dụng riêng, rồi sau đó chúng ta có một cái thiết bị server music riêng, rồi chúng ta có một máy chủ để quản lý thư viện nhạc riêng ha. Đó là như vậy. Rồi các anh em mà không ít quan tâm tới công nghệ, muốn cho nhanh gọn lẹ thì chúng ta cần một cái thiết bị là DAC có thích hợp server music luôn. Một, chúng ta chơi thẳng tài khoản Tidal, Weibo, Spotify đó ha. Còn hai là chúng ta có những cái bản nhạc chúng ta sưu tầm, hoặc là chúng ta có những cái server nhạc của chúng ta sử dụng thêm cái thiết bị mini này ha. Cái con desk mini, cái con PC mini này để nó làm việc, để nó hiệu quả hơn. Chúng ta render qua, tại vì những cái thiết bị server music hầu như 80% tới 90% là nó có đều có hỗ trợ DLNA nha các anh em. Rồi thì chúng ta render nó qua thôi. Rồi ok, thì mình sẽ setup trong đây là server, hai phần mềm chính là Win server và phần mềm Jiver. Ok, khách mình muốn chơi gì họ chơi. Và đặc biệt thì mình sẽ add cái server nhạc của mình vô cái phần Jiver cho ảnh chơi. Còn cái phần Win á thì còn cái phần ổ cứng á thì cái ảnh cắm vô ổ cứng của ảnh, thì ảnh sẽ chơi qua cái phần mềm Win server là xong ha. Thích chơi cái nào đó là chơi. Như vậy thôi, đơn giản. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cài đặt cho nó và mình cắm vô dàn mình test nha. Rồi sau một lúc em đã cài cắm nó xong rồi ha, thì chỉ cần cấp nguồn cho nó và cấp sợi dây LAN vô cho nó là xong. Thì đối với cấu hình con này thì nó xài tốc độ LAN tới 2.5 GB luôn nha các anh em. Ví dụ như hệ thống nhà mà hệ thống modem router nhà các anh em nó có hỗ trợ cổng 2.5 GB, các anh em cứ cắm vô ha. Mà đa số thường thường là các router nhà anh em xài gia đình chắc nó chỉ được tầm cao lắm là 1 GB thôi.
vì cái con này nó có hỗ trợ cổng LAN 2,5 GHz nữa, thì nó phải đồng bộ với nhau thì nó mới ra được 2,5 GHz ha. 2,5 GHz này ở đây là để chúng ta truyền tải dữ liệu và chúng ta truyền tải data mạng nha các anh em, chứ không phải là 2,5 GHz của nhà mạng đâu nha. Thường thường nhà mạng bây giờ nó chỉ đạt maximum là 1 GHz nha các anh em, nên em lưu ý chỗ này. Rồi thì ở đây con này nó xài nguồn DC có 19V thôi, thì chúng ta có thể sự tận dụng nguồn linh cấp nguồn cho nó vẫn được ha. Thì nó sử dụng nguồn y chang giống như con NUC vậy, giống như con nút vậy đó ha. Nhưng mà con này nó mạnh hơn cái con NUC rất là nhiều, nó bấm một phát nó khởi động lên máy nó lên liền luôn ha. Rồi ví dụ như chúng ta bây giờ em sẽ làm nó làm một cái máy chủ ha, và chúng em render qua những cái thiết bị giống như con này ha. Đây thì mình lấy cái mẫu cái con là cái con hãng Matrix ha, mini i4. Thì con này là vừa là DAC vừa tích hợp music server luôn. Thì nó có thể cắm được ổ cứng, nhưng mà đối với những cái thiết bị mà music server này nè, nó tích hợp DAC á, mà các anh em cắm ổ cứng vô á, thì nó quản lý cái thư viện rất là ngu ha. Tại vì á, cái bản chất cái con này á, nhà sản xuất á, họ làm á, chỉ để tối ưu về âm thanh thôi. Nếu mà các anh em muốn cắm cái ổ cứng vô để nó nghe hay á, thì các anh em phải sử dụng ổ cứng SSD nha. Đó thì nghe nó mới êm được. Chúng ta cắm vào ổ cơ vô thì nó quay, nó sẽ sinh ra noise nhiệt thì nó sẽ ra loa luôn 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 đó nha các anh em. Thì ở đây mình chỉ cần cắm mỗi cái sợi dây LAN vô cái con này thôi ha, cùng cái hệ thống router wifi với LAN con này là xong. Chúng ta sử dụng mọi tất cả là chúng ta đều sử dụng trên điện thoại hết ha, chúng ta không có cần cắm màn hình hay là gì hết. Nghe nhạc xong cái tắt máy là tự động máy nó tắt thôi ha. Đó thì đây mình lấy cái con này làm tiêu chuẩn nha. Ở đây anh khách của mình thì ảnh xài cái con là server music của cái hãng STOM 200, có nghĩa là con Storm 200 đó các anh em. Mình hay review trước đó đó. Đó thì cái con đó tính năng là làm render thôi, mà nó cũng có cái hệ điều hành của nó cũng có cái thư viện nữa. Nhưng mà cái thư viện nó đọc khá là ngu. Vì sao? Tại vì cái con CPU trong đó đó, nó không có đủ đáp ứng cái ổ cứng để nó đọc. Nội nó đọc ổ 1T thôi là cả rất là mệt mỏi rồi ha. Đó thì đối với tất cả mình, hầu như đối với tất cả các thiết bị music server bây giờ thì mình thấy nó nhiều hãng Trung Quốc đó, họ cũng update lên là nó đọc được ổ 4T ha. Thì cho các anh em nó thuận tiện, các anh em chép cái gì đó kêu là chép nhạc vô cái ổ cứng đó, ổ cứng M2 á, nhiều cái con hãng của hàng Eversolo á, thì các mấy con đó thì nó bán giá nó dao động khoảng trên 20 triệu không có con nào rẻ đâu. Thì chúng ta cũng đối với mình chơi lâu năm, mình cũng chơi cái con đó thì nó chỉ mang tính chất là tiện thôi ha. Anh em nào mà ít biết công nghệ hay là cái gì thì cứ có ổ cứng để mang ổ cứng cho chỗ dịch vụ họ chép nhạc, chép xong rồi mang về cắm vô chơi loanh quanh như đó hết ha. Ok thì nó chỉ có vậy thôi. Nó cũng có DNA Airplay rồi run các thứ gì đó, mà run thì phải có máy run server run core để nó render qua những cái run ready ha. Ok đây là máy chủ. Ok thì ở đây thì mình sẽ cách nói nhiều cái cách chơi, ví dụ như các anh em nhà có con NAS hay là gì đó thì cái con này thay thế cái ổ NAS luôn, thì các anh em có thể lắp được thêm hai cái ổ cứng SSD vô đây vẫn được luôn, vô trong máy, vô thẳng trong máy luôn đó nha. Bởi vì trong hộp nó có hai cái cổng SATA đó cho các anh em, để các anh em có thể nâng cấp lên hai cái ổ cứng ở bên trong máy luôn, rất là tiện ha. Chúng ta con này nó chạy được ổ cỡ 16T là dư sức luôn nha các anh em. Ok rồi thì bây giờ mình sẽ chơi thiết bị stream qua thôi, render qua. Đây thì mình chọn cái con mà Matrix Audio này ha, thì mình chọn về chế độ là streaming. Ok vì cái con này nó là DAC streaming nha, thì nó sẽ stream được tất cả các file nhạc từ Tidal, Weebird, nó có cả phần tính năng là Tidal Connect luôn ha, rất là tiện lợi. Thì đối với con này nó hơi mắc tiền, cái con DAC này nó hơi mắc tiền nha. Con này là Matrix Mini i4 nha. Thì con này giá nó khoảng là 15.500.000 nha các anh em. Ok. Rồi thì mình tận dụng mình mượn tạm con này mình để test cái con này ha. Xong sau đó test xong mình giao cho khách thôi, giao cho khách cái con này. Ok, rồi ảnh về ảnh cắm về mạng vô ảnh chơi thôi. Rồi ok. Rồi, thì ở đây em sẽ test qua phần mềm River nha. Thì trước khi test thì em sẽ nói hai cái phần mềm chơi nhạc chính là trên cái con máy server quản lý thư viện nhạc nha. Một là mình chơi phần mềm Run, hai là mình chơi phần mềm River. Thì ở đây em sẽ chơi phần mềm River. Run thì có những cái nó rất lớn, nó rất là tốn kém nha. Nếu như các anh em chơi Run bản quyền nha. Ví dụ như nhiều anh em hay về kinh tế á, tính toán về kinh tế á,
thì chúng ta sẽ thấy sao chơi Reverb sẽ tốn thêm hai đầu, một đầu là mua cái app G-Remote thứ nhất, cái thứ hai là phải mua cái phần mềm Reverb trên cái con PC ha. Thì hai cái đó cộng lại chưa tới 1 triệu nữa các anh em. Còn nếu mà như các anh em mà chơi mà phần mềm Roon á thì các anh em phải trả cho thằng Roon á mỗi một năm là gần 4 triệu là để nó quản lý thư viện nhạc thôi nha. Còn các anh em muốn lock riêng được tài khoản Tidal Webus dưới đó nữa thì các anh em phải trả thêm cái khoản phí cho tụi Tidal Webus hàng tháng, hàng năm ha. Đó, tốn biết bao nhiêu. Tính ra so với Reverb thì nó chưa tới 2/3 về chi phí giá cả nữa ha. Và về chất âm á, thì Reverb á mình cảm thấy nó nghe nó tiếng nó thật hơn là thằng Roon. Thằng Roon tại vì nó có DSP nữa nên các anh em nghe nó rất là nịnh tai, mà nghe thời gian chúng ta sẽ nhận ra được. Nếu như các anh em chưa chơi Roon bao giờ, khi mà qua Roon cái các mẹ bảo đảm các anh em sẽ nghe thấy tiếng thấy nó khác. Đúng là nó khác, nhưng mà nó là nó có những DSP á thì nó chơi nó nghe nó rất là nịnh tai ha. Ok, bây giờ mình sẽ play phần Reverb cho các anh em xem thử nha. Rồi, ở đây thì em sẽ vô phần mềm Reverb. Ok, và mình chọn với cái máy chủ của mình ha. Cái máy chủ nó sẽ là cái máy, ok, bấm vô đây. Và mình chọn lại cái máy chủ ha, máy chủ ở dưới cùng nè ha. Ok, mình xin phép che tên lại. Rồi, và sau đó mình sẽ chọn âm thanh đầu ra ha. Ok, ví dụ như khách mình đang xài cái con SOTM200 thì nó sẽ xuất vô cái phần 3 chấm ngay chỗ này ha. Xong dấu tròn chỗ này nó sẽ xuất hiện cái con SOTM200. Vì con SOTM nó có tính năng DNA, phần Reverb nó có hỗ trợ DNA khá là tốt ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vô nó thôi. Rồi thì mình sẽ play ca khúc thôi là xong. Rồi mình sẽ play ca khúc Nhạc Xuân nha. Nhạc Xuân này mùa xuân đầu tiên bản 24bit xịn sò nha. Rồi bấm play hát thôi. Rồi mình bấm play ha. Rồi đát nó nhận ha. Ok, trong khi đó thì cái con đát nó cũng xuất hiện hình âm bum nha các anh em. Đây nó là âm bum này ha, con đát nó xuất hiện âm bum nó luôn, con đát xịn nó sẽ xuất hiện thôi. Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy, anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm, nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương. Lòng nhớ đến em luôn, khi chiều tàn chim gọi đàn. Em ơi đôi lúc nghe lòng buồn, trên sườn đồi thông xanh. Sương phủ đầy vai anh, cánh tàn chắc mơ anh. Lòng lạnh sao dẫn vương đầy trăng, dòng thắm trắng bao năm. Chờ sáng đến chim ca, cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi, biết chăng anh về. Người yêu ơi, nhớ chăng lời thề. Anh say sưa như bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hè. Đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi, biết tôi yêu đời. Mùa xuân ơi, nói sao nên lời. Em ơi em, dù nhớ vơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mây. Anh đâu ngờ bến bờ hạnh phúc là đây. Em ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng với đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa y. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền, để xóa hết cô đơn. Rồi quyết ước nhau hơn, cho người em thôi giận hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa. Vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù, để tiếng hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ xanh, bên đàn trẻ bé thương ngây.
Anh say sưa lia bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hè. Đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi, biết tôi yêu đời. Mùa xuân ơi, nói sao mềm lòng. Em ơi em dù nhớ vơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mây. Anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Em ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng với đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa y. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn. Rồi quyến luyến nhau hơn, cho người em thôi giận hờn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm qua. Vui ruộng đầu vườn bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát ôm anh. Người chiến sĩ mơ xanh bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ xanh bên đàn trẻ bé thơ ngây. Rồi em xin stop nha. Rồi đó là con máy chủ ha, server để quản lý cái thư viện ha, là máy PC server là chính ha. Ok, thì chúng ta có thiết bị music server, chúng ta render qua nó rất là tuyệt vời nha các anh em. Đó, thì hiệu năng rất là cao, các anh em có update thoải mái dễ dàng hơn nữa ha. Rồi chi phí thì trên mạng có, các anh em cứ tìm hiểu ha. Các anh em không biết về kỹ thuật thì cứ liên hệ với mình, thì mình sẽ tính tiền máy và cộng thêm cái chi phí dịch vụ ở bên em nữa nha. Ok, em cũng xin kết thúc clip tới đây. Xin cảm ơn tất cả các anh em quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.